Thưa quý vị, cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, ngành chế tạo ô tô trên thế giới đang đạt được những thành tích vô cùng nổi bật. Và mới đây thì gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm trên mạng lại vừa tung ra một mẫu xe hơi mới lạ và đặc biệt. Và mẫu xe này thì không có vô lăng, không phanh, không bàn đạp và người lái xe chỉ bấm một nút là xe có thể tự vận hành trên đường. Không vô lăng, không phanh chân là những đặc điểm khác biệt lớn nhất so với những mẫu xe tự hành trước đây của Google. Được biết, mẫu xe mới này nằm trong phân khúc xe tự hành mà Google đã phát triển từ năm 2010. Theo đó, không cần đến tác động từ phía con người, các phần mềm và thiết bị cảm biến sẽ tự động nhận biết và điều chỉnh đường đi. Theo một dự luật đã ký hồi năm 2012, Thống đốc bang California đã cho phép xe của Google được lưu thông trong bang này từ năm 2015. Do đó, hãng này hiện đã lên kế hoạch sản xuất từ 100 đến 200 chiếc xe tự hành trong mùa hè năm nay. Các bộ phận của xe sẽ được sản xuất bởi nhiều hãng chế tạo phụ tùng xe hơi trên toàn cầu. Tuy nhiên, chưa rõ mức giá mà Google định áp dụng cho mẫu xe không phanh, không vô lăng này. Mục tiêu của chúng tôi khi bắt đầu dự án xe tự hành là làm thế nào để có thể tạo ra một chiếc xe có thể gánh vác được toàn bộ việc lái xe thay cho con người. Với sản phẩm mới này của Google, trong tương lai, ngay cả những người già hay người khuyết tật vẫn có thể lái xe một cách bình thường. Hiện tốc độ của dòng xe này đang được giới hạn ở mức 40 km/h. Phần nội thất bên trong xe dù không sang trọng nhưng đủ tiện nghi cho người sử dụng.